Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong những năm qua, Trung Quốc đang thúc đẩy quân sự hóa đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông nhằm phục vụ chiến thuật vùng xám của mình. Họ muốn đi một nước cờ giúp gia tăng kiểm soát mà không cần dùng vũ lực với các bên tranh chấp. Trong vài năm ngắn ngủi vừa rồi, Trung Quốc đã xây xong cơ sở quân sự trên 3 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tiêm kích tàng hình J-20 của Bắc Kinh cũng thường xuyên bay tuần tra trên Biển Đông để thị uy các nước láng giềng. Trước đó, Trung Quốc cũng đưa máy bay ném bom H-6J đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Tất cả những diễn biến này cho thấy bước đi đầy toan tính nhằm tăng cường khả năng kiểm soát Biển Đông bằng sức mạnh quân sự của Bắc Kinh. Và trong video hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cái cách mà Bắc Kinh đang lấn dần, chiếm dần Biển Đông, biến nó trở thành ao nhà của mình. Chúng ta bắt đầu thôi! Tháng 3 năm 2022, Đô đốc John Aquilino, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, từng chia sẻ với hãng tin AP rằng Trung Quốc đã hoàn tất quân sự hóa ở ít nhất 3 thực thể trên Biển Đông, gồm đá Vành Khăn, đá Subi và đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông nói phía Trung Quốc đã bố trí kho tên lửa, nhà chứa máy bay, hệ thống radar và một số cơ sở quân sự khác tại các đảo nhân tạo được bồi đắp trái phép này. Đô đốc Aquilino cảnh báo quá trình quân sự hóa của Trung Quốc tại các thực thể trên Biển Đông sẽ cho tiêm kích và oanh tạc cơ xuất kích cùng với mối đe dọa từ các hệ thống tên lửa mà nước này bố trí ở đảo nhân tạo phi pháp. Ông Aquilino cảnh báo bất cứ máy bay quân sự hay dân sự nào bay qua khu vực Biển Đông có thể dễ dàng lọt vào tầm bắn của các hệ thống tên lửa Trung Quốc triển khai trên những thực thể thuộc quần đảo Trường Sa. Đó là mối đe dọa hiện hữu và lý do khiến mọi người quan tâm tới hoạt động quân sự hóa các thực thể này, ông Aquilino cho biết. Và nói thêm, chúng đe dọa tất cả các quốc gia hoạt động trong vùng lân cận, cũng như toàn bộ vùng biển và vùng trời quốc tế. Đô đốc Mỹ nhận định hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo do Trung Quốc thực hiện trái với tuyên bố trước đây của nước này. Ông cũng đánh giá đây là một phần trong quá trình Trung Quốc củng cố sức mạnh quân sự của mình. Tôi cho rằng, trong 20 năm qua, chúng ta chứng kiến đợt xây dựng lực lượng quân đội lớn nhất của Trung Quốc kể từ Thế chiến II. Đô đốc Aquilino nói, họ nâng cao tất cả năng lực của mình và hành động quân sự hóa đang gây bất ổn trong khu vực. Thưa quý vị, đá Vành Khăn, đá Subi và đá chữ thập là 3 trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Các thực thể còn lại là đá Gaven, đá Tư Nghĩa, đá Gạc Ma và đá Châu Viên. Trung Quốc đã đơn phương vẽ ra cái gọi là đường chín đoạn, đòi chủ quyền phi lý với hầu hết diện tích Biển Đông. Tòa trọng tài thường trực PCA năm 2016 đã bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Mỹ cũng đã công bố tài liệu 47 trang bác bỏ cơ sở địa lý và lịch sử liên quan đến đường chín đoạn. Việt Nam nhiều lần khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp luật pháp quốc tế. Các hành vi dưới mọi hình thức vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển của mình đều vô giá trị, không được công nhận và Việt Nam kiên quyết phản đối. Theo các chuyên gia, Trung Quốc muốn kiểm soát Biển Đông, tăng cường khả năng giám sát 24/7 tình hình thực địa và duy trì hiện diện ở toàn bộ các khu vực mà họ tự cho là thuộc chủ quyền của mình. Tính toán của Bắc Kinh khi tiến hành quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông là rất rõ ràng. Đó là một chiến lược được xây dựng rất cẩn thận trong một thời gian dài. Ba đá Vành Khăn, Subi và chữ thập đã tạo thành một tam giác khép kín, nên việc bố trí các cơ sở, thiết bị quân sự trên các thực thể này cho thấy họ có tham vọng kiểm soát vùng biển rộng lớn phía Nam Biển Đông. Về phía Đông, Trung Quốc có thể coi bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Philippines là mục tiêu quân sự hóa tiếp theo. Còn ở phía Bắc, nước này đang tiếp tục quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà họ đang chiếm giữ phi pháp, trong đó có đợt triển khai tiêm kích J-11 năm 2020. Vâng, thưa quý vị, có thể nói những động thái này của Trung Quốc đang hướng đến tăng cường đáng kể khả năng nhận thức hàng hải của họ trên Biển Đông với mục đích kiểm soát hiệu quả hơn trên thực địa. Ông Greg Poling, Giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS của Mỹ, cũng có chung nhận định rằng hoạt động quân sự hóa đảo nhân tạo của Trung Quốc
nhằm gây áp lực lên các nước trong khu vực, đồng thời mở rộng kiểm soát mọi hoạt động thời bình trên Biển Đông. Theo ông Pauling, Trung Quốc đã hoàn tất bồi đắp và cải tạo trái phép một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa từ năm 2016, rồi xây dựng xong mọi cấu trúc quân sự lớn vào cuối năm sau. Quá trình triển khai các đơn vị hải quân, hải cảnh và dân quân biển của Trung Quốc đến các đảo nhân tạo diễn ra vào cuối năm 2018. Giới quan sát và tình báo Mỹ cũng ghi nhận máy bay trinh sát, tuần thám và vận tải cơ Trung Quốc hạ cánh tại các đường băng trên 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đến nay cũng chưa phát hiện Trung Quốc điều động bất kỳ tiêm kích hay oanh tạc cơ nào đến 3 đường băng trên. Bởi vậy, các chuyên gia cho rằng cảnh báo được Đô đốc Aquilino đưa ra không nhằm thể hiện các diễn biến mới, mà để thu hút sự chú ý của dư luận đối với hành vi quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế có nhiều mối quan tâm khác, đặc biệt là chiến tranh ở Ukraine. Các chuyên gia cũng lưu ý khái niệm quân sự hóa đối với những thực thể trên Biển Đông không thuần túy đề cập đến cơ sở hạ tầng tác chiến hay vũ khí nóng như sân bay, bến cảng, tên lửa. Khái niệm này còn bao gồm những hạ tầng phần mềm đóng góp cho mạng lưới C4ISR, gồm chỉ huy và kiểm soát thông tin liên lạc, tính toán, tình báo, giám sát và do thám. Trung Quốc đã gần như hoàn thành mạng lưới như vậy trên 4 chiều ở Biển Đông, gồm đáy biển, mặt biển, trên không và không gian, với sự tham gia của mạng lưới vệ tinh. Mạng lưới này có thể giúp Trung Quốc có đủ tai mắt để nắm tình hình ở Biển Đông mà không còn cần phô diễn sức mạnh cơ bắp trong một số trường hợp. Hoạt động quân sự hóa đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc sẽ không làm thay đổi căn bản tình hình khu vực. Khi Trung Quốc tiếp tục áp dụng chiến thuật vùng xám trong tranh chấp với các nước láng giềng, chiến thuật vùng xám phục vụ mục tiêu của Trung Quốc là chiếm đoạt vùng biển của các nước khác mà không phải dùng lực lượng quân sự chính quy, nhưng đồng thời không để tình hình vượt ngưỡng thành xung đột vũ trang mất kiểm soát. Giới chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo về chiến thuật này của Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh sử dụng tàu chấp pháp và lực lượng dân quân biển để quấy nhiễu hoạt động dân sự các nước láng giềng, đơn phương thực thi cái mà họ gọi là quyền chủ quyền trên các khu vực ở Biển Đông, bất chấp quy định của luật pháp quốc tế. Có thể đoán được rằng, khi hoàn tất quân sự hóa 3 đảo nhân tạo phi pháp, Trung Quốc sẽ tăng đáng kể năng lực triển khai các lực lượng chấp pháp và dân quân biển để phục vụ chiến thuật này. Trung Quốc có thể huy động tàu hải cảnh nhanh hơn, với tần suất dày đặc hơn và số lượng đông đảo hơn. Lực lượng dân quân biển cũng sẽ tăng hoạt động theo cách tương tự. Bởi vậy, các đảo nhân tạo được quân sự hóa phi pháp trên Biển Đông cũng là một phần của chiến thuật vùng xám. Giới chuyên gia nhận định, tình trạng Trung Quốc quân sự hóa đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông đang thách thức luật pháp quốc tế và thế giới cũng như khu vực cần tìm giải pháp ứng phó phù hợp. Đây là vấn đề đáng lo ngại và các bên cần phải phản ứng. Các hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Hải quân Mỹ trong khu vực không phải công cụ hiệu quả để đối phó với quá trình quân sự hóa này, bởi mục tiêu của Mỹ chủ yếu mang hàm ý thực thi quyền hàng hải được quy định trong luật pháp quốc tế và thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc không nhằm ngăn cản hoạt động xây dựng, bố trí cơ sở quân sự trên đảo. Các nước trong khu vực vẫn cần giải bài toán hợp tác với nhau và với cộng đồng quốc tế như thế nào cho phù hợp để hạn chế tác động tiêu cực từ chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh. Trung Quốc đưa hàng loạt vũ khí xuống Biển Đông. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từng cam kết không có ý định quân sự hóa Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bội hứa khi gia tăng lắp đặt các thiết bị quân sự tinh vi tại các đảo nhân tạo trên vùng biển này. Trong cuộc họp báo chung ở Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2015, ngôn ngữ của ông Tập về tình hình Biển Đông lúc đó đầy tính hòa nhã, mang tính trấn an và xây dựng. Khi ông Obama bày tỏ lo ngại về tình trạng cải tạo đảo và quân sự hóa của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, thì ông Tập đã lập tức bác bỏ các e ngại, tuyên bố cam kết các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở khu vực Trường Sa không nhắm vào hay tác động tới một quốc gia nào và cũng không có ý định quân sự hóa. Tuy nhiên, không có nhiều thay đổi đã xảy ra từ tháng 9 năm 2015 đó. Các cam kết của ông Tập dường như chỉ là lời nói suông. Hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở các đảo nhân tạo chiếm đóng ngày càng tăng tốc, khiến chính quyền Mỹ sốt ruột và lo lắng. Bắc Kinh đã bội hứa bằng cách gia tăng lắp đặt các thiết bị quân sự tinh vi của mình tại các đảo nhân tạo, với cơ sở hạ tầng khổng lồ, bao gồm các đường băng dài hơn 3.000 mét, nhà chứa máy bay chiến đấu và cầu cảng nước sâu rất thuận lợi cho việc triển khai các hành động không quân và hải quân nhanh chóng. Trung Quốc đã cho triển khai máy bay chiến đấu J-11B, lắp đặt các tên lửa hành trình chống hạm EJ-12B có tầm bắn gần 500 km và tên lửa đất đối không HQ-9B có tầm bắn 250 km.
cũng như là các thiết bị phá sóng điện tử. Chính vì vậy, việc triển khai máy bay ném bom ở các thực thể nhân tạo này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cán cân quân sự ở khu vực đang bị đảo chiều một cách nhanh chóng. Giới chức Mỹ cũng lo ngại rằng lợi thế của Mỹ so với Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương ngày càng giảm và tình hình sẽ xấu hơn nếu Mỹ và các đồng minh không có phản ứng kịp thời. Năm 2022, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc AVIC tiết lộ rằng tiêm kích J-20 đã chuyển sang dùng quả tim Trung Quốc và thường tham gia huấn luyện tuần tra chiến đấu trên biển Hoa Đông và tuần tra cảnh giới ở Biển Đông. Tuần tra chiến đấu yêu cầu phi công trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, trong khi tuần tra cảnh giới chủ yếu là để giám sát và phát cảnh báo. Quả tim Trung Quốc là thuật ngữ dùng để chỉ động cơ máy bay do nước này tự sản xuất. Những chiếc J-20 đầu tiên dùng động cơ AL-31F của Nga và WS-10B của Trung Quốc, vốn được thiết kế cho tiêm kích đời trước, khiến mẫu máy bay tàng hình không thể hoạt động hết công suất và hạn chế khả năng cơ động lẫn tàng hình ở tốc độ vượt âm. Trung Quốc từng tìm cách phát triển động cơ nội địa WS-15 nhưng gặp nhiều lỗi và không qua được khâu đánh giá. Các tiêm kích tàng hình J-20 hiện nay được cho là đang gắn động cơ WS-10C, phiên bản nâng cấp của WS-10. Đó chính là lần đầu phía Trung Quốc xác nhận J-20 được triển khai tới Bộ Chỉ huy Chiến khu phía Nam, trong đó có khu vực Biển Đông. Trước đó, J-20 được điều tới Bộ Chỉ huy Chiến khu phía Đông của Trung Quốc, đơn vị chịu trách nhiệm về các hoạt động quanh đảo Đài Loan và nhóm đảo Senkaku Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản. Tiêm kích J-20 do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô, đơn vị con của AVIC, phát triển từ những năm 1990. Dây chuyền J-20 thứ tư được lắp đặt năm 2019 và bắt đầu sản xuất loạt một năm sau đó. Mỗi dây chuyền có thể sản xuất một tiêm kích J-20 mỗi tháng. J-20 được cho là có khả năng tấn công chính xác và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Quân đội Trung Quốc biên chế J-20 từ năm 2017. Dù trong mắt Hoa Kỳ, J-20 có thể là chiếc tiêm kích thế hệ thứ 5 khá tồi, nhưng với các nước ở Đông Nam Á thì nó cũng đủ trở thành một con ngáo ổ. Trong khi vẫn giao giảng về hợp tác hữu nghị và chia sẻ vận mệnh chung, Trung Quốc vẫn đang khẩn trương tiến hành các hoạt động quân sự hóa trên đảo Chi Tôn, hòn đảo cực Tây trong quần đảo Hoàng Sa chiến lược của Biển Đông và là hòn đảo gần Việt Nam nhất. Tháng 8 năm 2023, Trung Quốc đã bắt đầu xây một công trình có vẻ là đường băng trên đảo này. Các hình ảnh vệ tinh khi đó cho thấy các công trình mới trong giai đoạn khởi công, nhưng tốc độ xây dựng rất gấp gáp. Đường băng này mới chỉ được xây cách đây vài tháng. Hình ảnh vệ tinh của Planet Labs hồi giữa tháng 7 năm ngoái còn chưa cho thấy các hoạt động xây dựng này. Ngoài đường băng, còn có một nhà máy xi măng cũng chỉ mới xuất hiện tháng trước. Trước đây, tiền đồn này của Trung Quốc chỉ có một trạm quan sát với hai mái vòm và một số lá cờ của nước này. Hòn đảo này trước đây được dùng như một bến cảng nhỏ và sân bay cho trực thăng. Mặc dù đường băng trên đảo Chi Tôn chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhưng quy mô xây dựng cho thấy có khả năng sẽ còn nhiều công trình nữa để biến nơi đây thành một tiền đồn quan trọng. Đặc biệt, việc thiết lập các hệ thống tên lửa đất đối không và đất đối đất ở đây, cùng với các thiết bị giám sát, sẽ cho phép Trung Quốc tăng cường thêm một lớp chống xâm nhập rất gần với Việt Nam. Chỉ cách đất liền Việt Nam hơn 240 km, quân đội Trung Quốc sẽ không chỉ có thể liên tục giám sát các hoạt động quân sự của Việt Nam, bao gồm cả các máy bay chiến đấu tầm xa Su-30 Flanker, mà còn củng cố và mở rộng khả năng chống xâm nhập của mình vượt ra khỏi đảo Chi Tôn và vào lãnh thổ Việt Nam. Thậm chí các hoạt động drone từ đảo này cũng cho phép các hệ thống giám sát tự động các hoạt động giữa đảo Chi Tôn và bờ biển Việt Nam ở phía Tây và phía Nam. Và theo giới quan sát, việc Bắc Kinh đang giễu võ dương oai ở các vùng biển có tranh chấp nhằm ba lý do. Thứ nhất là hù dọa Đài Bắc và thuyết phục Mỹ giữ khoảng cách với Đài Loan mà Trung Quốc luôn xem là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Thứ hai là tỏ thái độ bất bình trước sự hiện diện ngày càng nhiều của quân đội Mỹ trong khu vực mà Bắc Kinh luôn coi là sân sau của mình. Lý do thứ ba khiến Trung Quốc gia tăng các cuộc tập trận tại các vùng biển có tranh chấp chủ quyền nhằm gia tăng sức ép với các đồng minh của Mỹ, chẳng hạn như với Philippines. Năm 2020, thậm chí Trung Quốc còn đưa máy bay ném bom H-6G đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trong tính toán của Trung Quốc, các loại máy bay ném bom dòng H-6 nằm trong bộ ba sức mạnh của họ trên Biển Đông. Ngoài H-6, những vũ khí nằm trong bộ ba nói trên là tên lửa chống hạm EZ-12B và tên lửa phòng không HQ-9B. Một khi được triển khai đến Hoàng Sa và Trường Sa, bộ ba sức mạnh này sẽ giúp không quân Trung Quốc có khả năng tác chiến bao trùm cả Biển Đông, thách thức không chỉ các nước trong khu vực mà còn cả Mỹ nữa. Còn nhớ trước đây, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa từng ngang nhiên nói ở đối thoại Shangri-La rằng
Trung Quốc là một quốc gia lớn, nhưng chúng tôi không bắt nạt các nước nhỏ hoặc yếu hơn bằng quy mô hoặc sức mạnh của chúng tôi. Trung Quốc có quyền lắp đặt vũ khí trên các đảo nhân tạo để đối phó với các mối đe dọa ở Biển Đông. Thế nhưng Trung Quốc có bắt nạt các nước nhỏ hay không thì thực tế đã chứng minh và cộng đồng dư luận quốc tế cũng đã quá rõ. Thậm chí rất nhiều quốc gia đã chính thức lên tiếng phản đối những hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông, mà tâm điểm là các thực thể tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Giới chuyên gia quân sự đều cho rằng các thực thể đó có chức năng mở rộng khả năng tấn công của Trung Quốc ra ngoài bờ biển của họ. Họ có thể cho tiêm kích và oanh tạc cơ xuất kích, cộng thêm khả năng tấn công bằng tên lửa. Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao, một giáo sư ở Học viện Ngoại giao Việt Nam, trong một nghiên cứu cấp nhà nước về một số vấn đề về tam chủng chiến pháp của Trung Quốc ở Biển Đông thực hiện năm 2021, tam chủng chiến pháp của Trung Quốc bao gồm chiến tranh pháp lý, chiến tranh tâm lý và chiến tranh dư luận. Ba loại hình chiến tranh này được Quân ủy Trung ương Trung Quốc chính thức phê chuẩn vào năm 2003. Trong đó, chiến tranh dư luận hay dư luận chiến là sử dụng các công cụ truyền thông đa dạng khác nhau để làm suy yếu ý chí và gây chia rẽ đối phương. Trong khi đó, tăng cường sức mạnh tinh thần và tạo sự đoàn kết về mặt xã hội và chính trị cho Trung Quốc. Ví như hôm 1 tháng 8 năm 2023, ở Manila, thủ đô Philippines, đã xảy ra một vụ biểu tình của một nhóm nhỏ người Philippines phản đối Việt Nam quân sự hóa một số đảo ở Biển Đông. Theo một số chuyên gia, sự kiện này và một số hoạt động tuyên truyền của hai tờ báo Manila Times và Manila Bulletin ở Philippines trước đó có dấu hiệu của một hoạt động dư luận chiến kiểu Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt, chuyên gia về Biển Đông đã nhận xét rằng nhìn chung chiến thuật dư luận chiến của Trung Quốc thường pha trộn thông tin thật và thông tin giả trong cùng một bản tin. Đó là cách tạo ra tình huống nhập nhằng giữa hư và thực, lấy cái thực để tạo niềm tin, khiến cho công chúng qua đó tin vào cái giả vì họ bị rơi vào tình huống thật giả lẫn lộn. Ông cho rằng hai sự kiện truyền thông của Manila Times và Manila Bulletin vào cuối tháng 7/2023 mô tả Việt Nam như là một bên gây ra bất ổn trên Biển Đông có thể là một hình thức như vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Hamada Yasukazu trong lời nói đầu của sách trắng quốc phòng nước này năm 2023 đã viết: Trung Quốc đang nhanh chóng gia tăng chất lượng và số lượng năng lực quân sự của mình, bao gồm cả lực lượng hạt nhân và tên lửa, đồng thời đang tiếp tục và tăng cường các nỗ lực nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Như vậy, sách trắng quốc phòng Nhật Bản đã nêu đích danh Trung Quốc là bên gây căng thẳng ở Biển Đông với các hoạt động quân sự hóa Trường Sa ở mức độ lớn. Đương nhiên là Trung Quốc đã phản bác lại điều này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi phản bác sách trắng quốc phòng Nhật Bản, cho rằng Nhật Bản cố tình phóng đại cái gọi là mối đe dọa quân sự của Trung Quốc và bôi nhọ các hoạt động quốc phòng và quân sự hợp pháp của Trung Quốc. Ông Đàm cho rằng Trung Quốc mới là bên kiên quyết bảo vệ và xây dựng trật tự hàng hải quốc tế dựa trên pháp quyền và duy trì lập trường nhất quán và rõ ràng về các vấn đề trên biển. Nghe thật khó có thể tin tưởng phải không quý vị? Đặc biệt, sách trắng quốc phòng Nhật Bản cũng nói về việc Việt Nam cải tạo và quân sự hóa một số thực thể ở Trường Sa. Nhưng tài liệu này nhấn mạnh đó là nơi Việt Nam có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và Việt Nam tiến hành những hoạt động này trên những vùng lãnh thổ gần như nằm trong tầm kiểm soát của mình và nhấn mạnh quy mô cải tạo không lớn như Trung Quốc đã làm trong quá khứ. Năm 2024, tình hình Biển Đông lại càng nóng lên với những tranh chấp căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines. Mới đây, Cố vấn An ninh Mỹ khẳng định nước này sẽ tổ chức thêm các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông cùng ba đồng minh Philippines, Nhật và Australia. Ông Jake Sullivan ngày 9 tháng 4 bình luận: Chúng ta vừa chứng kiến hoạt động tuần tra chung ba bên cộng với Australia vào tuần trước, có thể xem là hình thức tuần tra hải quân bốn bên kiểu mới. Chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy thêm nhiều đợt tuần tra tương tự trong tương lai. Ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật, Philippines sẽ có hội nghị thượng đỉnh cực kỳ quan trọng, tập trung vào các vấn đề an ninh và hàng hải, trong đó có thảo luận về căng thẳng gần đây ở Biển Đông liên quan đến những vụ chạm mặt giữa tàu chấp pháp Philippines và Trung Quốc. Tổng thống Philippines Marcos tiết lộ một thỏa thuận hợp tác ba bên duy trì an ninh và tự do hàng hải trên Biển Đông sẽ được công bố tại cuộc họp thượng đỉnh tại Washington. Vâng thưa quý vị, như vậy là năm 2024, Biển Đông hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp và bất ngờ khi mà Bắc Kinh tiếp tục hướng sự chú ý của dư luận ra bên ngoài khu vực khi tình hình kinh tế xã hội nước này đang ảm đạm. Liệu tham vọng quân sự hóa và biến Biển Đông trở thành ao nhà của Bắc Kinh có thành hiện thực? Chúng ta chỉ có thể cùng chờ xem. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Quý vị làm ơn hãy bấm like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.